Và hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và chào mừng tất cả các bạn đã đến với tựa game Pixelmon Block Mango nha các bạn ơi. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với mini game là huấn luyện viên, liên minh huấn luyện viên tập thứ 4 nha các bạn ơi. Rồi ok, và trước khi bắt đầu vào video, nếu như các bạn thấy thích video này thì hãy cho mình một like, một share, một đăng ký để mà mình có động lực làm tiếp nha. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào video nào. Rồi ok mọi người ơi, thì hiện tại là mình đang ở trong cái khu vực đấu lửa nè mọi người, cái hội quán đấu lửa nè. Thì mình cập nhật tình hình cho mọi người xem là trong lúc mà mình offline thì mình đã nâng cấp cho con này lên level max rồi các bạn. Này rồi, level 35 là max rồi nha các bạn. Con này cũng vậy luôn nè. Đó, mình không thể nào nâng cấp cao hơn người mình rồi. Hiện tại là mình level 35 cho nên là không thể nào lên cao nữa. Rồi bây giờ mình sẽ thử đánh với cái hội quán này để xem là như thế nào nha. Đó, tôi đã dành ra một tiếng mấy đồng hồ để FK và treo đánh nhau đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ thử nha, xem là mình có đánh bại được cái hội quán này không nha các bạn. Rồi chàng trai đấm bốc. Ok, mấy cái con này thì nói chung là cũng bình thường thôi mọi người ơi. Mấy con này quá là bình thường rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó một hit nha. Ở đây thì mình cho nó là nên chơi chiêu nào nha. Ngọn lửa thần thánh. Rồi ngọn lửa thần thánh. Rồi, để xem là mình có đánh bại được cái hội quán này không nha mọi người. Nói chung là không đánh bại được là thôi luôn á, nghỉ chơi luôn á, buồn lắm á. Rồi vòng xoáy, tuyệt chiêu vòng xoáy. Mấy thằng này nó chát gì thôi, mình tắt nó luôn nha mọi người. Rồi, nói chung là oh my god, sao nó mạnh quá vậy trời. Bây giờ mình sẽ hồi phục nha, cái chiêu của mình nè. Cái chiêu này thì mình sẽ được hồi phục 20% máu mọi người, ghê không. Rồi, nó đánh mình đau quá mọi người ơi, đánh đau thiệt sự luôn ấy. Mình sẽ chơi chiêu đầu tiên nha mọi người. Rồi tới chỗ nó đánh một phát. Wow, chơi chiêu đầu tiên đánh được bao nhiêu hồi được bấy nhiêu mọi người ơi. Các bạn để ý mình được cộng thêm 160 máu kìa mọi người. Thôi để mình thử coi. Mày hả con? Đó. Ú trời ơi, phát hiện mới. Trời ơi, đã anh em ơi. Trời ơi, rồi. Tôi chấp cái hội quán này luôn á. Nói chơi thôi mọi người ơi. Đánh hên xui thôi mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đánh tiếp nha. Mày hả con? Rồi sao tôi không đánh nè. Ủa con này chỉ có một giọt thôi, kỳ vậy. What the hell. Rồi có vẻ hơi bị ảo rồi đấy. Tự nhiên bị tráo đổi vị trí ảo rồi đấy. Rồi mày hả con? Rồi ok, thì nó sẽ gọi ra một con là Linaga. Toàn là hệ lửa không ha mọi người. Mình sẽ bấu nó một cái. Tốc độ con này cao nha. Rồi ok, không ảnh hưởng gì tới mình cả. Mày hả con, cào mày phát nè. Ôi mình không được hồi máu luôn mọi người ơi. Rồi đánh lại nữa. Ôi trời ơi, phóng gì vậy. Mít hả con, cào mày một phát nè. Mình vẫn không được hồi máu nha. Rồi mình sẽ cố gắng cào nó. Ôi mới đánh có một ông thôi cũng khó khăn vậy luôn á mọi người. Ok. Ôi múa gì kìa. À, cái thằng đèn cày. Ủa nó đánh rồi mọi người. Ok, cào mày phát nè, đâu để coi có mọc cộng máu không. Vẫn không cộng máu mọi người ơi. Nói chung là mình win thì cũng được rồi. Một vé này và một cái banh liệt diễm. Cái banh này để chịu hồi anh em ơi. Ok, vậy là mình đã lên cấp 36 rồi. Và bây giờ mình sẽ nâng cấp cho mình những cái con này nha mọi người. Như là biến dị, thôi biến dị thì chắc là không được rồi. Mình sẽ nâng cấp thử, cái này là thức tỉnh hả. Oh my god, thức tỉnh à. Thôi mình sẽ nâng cho con thỏ này đi mọi người. Xác suất miễn dịch thiêu đốt. Không được, chỉ có con này mới thức tỉnh được thôi. Rồi mình sẽ thức tỉnh cái gì ta, mình sẽ thức tỉnh cái này đi, cái cuối nè mọi người. Thức tỉnh vô beng. Trời ơi đẹp trai liền. Wow, được nâng cấp nè mọi người. Oh my god, wow, đẹp trai đó chứ. Ok, nói chung là thanh niên này đã lên được người rồi. Còn thanh niên này có được lên người không? Ok, nói chung không biết nha. Còn cái này là lên sao. Lên sao thì cần mấy con cùng hệ mọi người ơi. Đây nè, mình sẽ cho con này lên sao luôn. Thôi mình sẽ cho con hệ nước. Rồi, hệ nước lên sao rồi mọi người. Mình sẽ cho con này lên sao luôn nha mọi người. Quá đã. Vậy là bắt đầu đội hình của mình đã mạnh rồi đó. Ai chat đây. Xin chào em.
xin chào em, một thanh niên Việt Nam. Ok, nói chung là ở trong đây cũng có người Việt và người nước ngoài nha mọi người. Rồi, bây giờ mình sẽ nhận lãnh lương. Ở đây, để mình coi coi, 8 vé hả? Nếu mà mình rút nữa, mình rút khoảng 12, mình có 12 vé nữa mình sẽ được con beo này. Một con hệ nước, hiện tại là mình đang cần hệ nước các bạn ơi. Rồi, kẹo là cái gì đây? Kẹo thì ok, mình sẽ cho kẹo luôn nha mọi người. Mình sẽ cho này ăn hết kẹo luôn. Đó, chúc phúc. Đó, lên đam cho nó. Bởi vì mình cần hệ nước với hệ lửa để mà mình đánh cái đấu trường này mọi người. Không chơi hệ cỏ nha. Rồi, mình nâng hết cho nó luôn. Rồi, còn gì không nâng được, nâng luôn nha. Đó, phòng thủ luôn hả? Chơi luôn. Rồi, nói chung là nâng hết luôn á mọi người. Rồi, ok, thì chúng ta sẽ đến với thằng... Đâu, trời, từ từ. Có thể chiến thắng được gã phía trước chứng tỏ bạn cũng có chút bản lĩnh. Vậy hãy đối phó với tôi. Oh, căng quá mọi người ơi. Rồi, con ngựa đúng không? Con tím, ngựa một sừng. Ngựa một sừng là ngựa quỷ rồi. Ok, bây giờ mình sẽ chơi nó luôn. 600 mấy à? Mình chưa có hồi phục mọi người ơi. À, vậy là đấu là phải hồi phục nha. Thôi bỏ chạy thôi chứ còn gì nữa. Bởi vì không hồi phục thì sao chơi mọi người. Rồi, chạy vô lại. Nó cứ là đơn giản luôn. Để mình thách đấu thử thằng nào đó ở đây coi. À, đây nè. Đánh luôn. Đơn đấu. Có muốn đánh nhau không bạn? Ôi, này nhát rồi. Này level 47 nhát rồi. Không muốn đánh nhau. Còn này có muốn đánh nhau không? Anh bạn có muốn đánh nhau không bạn? Mình không bấm được anh bạn này mọi người ơi. Rồi, thì bây giờ mình sẽ vô trong đó xem tiếp tục trận đấu nha mọi người. Ok. Nói chung là nếu mà mình thắng cái hội quán này mình sẽ được 2 vé. Đâu, 1, 2, 3, 4, 5. Ồ, trên trển, trội, cấp 45 luôn hả, ghê vậy. Rồi, chơi thôi. Nói chung là mình sẽ cần 6 thằng, mình phải đánh 6 thằng. Trời mà anh này sao nhìn mất ngủ hả anh? Rồi, bây giờ là thời khắc quan trọng. Coi có đánh được thằng này không nha. Mình sẽ chơi là... chơi cái gì ta? Ngọn lửa thần thánh. Rồi, cùng hệ lửa với nhau đánh thì nói chung là cũng bình thường thôi, trung bình thôi. Mày hả con? Trời ơi, 70 mấy đam. 70 mấy đam, vòng xoáy lửa. Vòng xoáy lửa 80 đam. Trời ơi, sao đánh tới chừng nào men? Oh my god, đánh tới chừng nào? Mình sẽ chơi chiêu đầu tiên đi mọi người. Chơi chiêu đầu tiên thử coi. Báu mày nè, 64 đam. Oh my god. Hơi căng nha mọi người. Đúng là hơi căng thiệt á. Rồi, mình sẽ hồi phục. Mình để ý thấy là mình... À, mình hiểu rồi. Cái hồi nãy không phải là chiêu đầu mọi người ơi, mà là cái chiêu này nè. Mình chỉ dùng được một lần và được 3 trận thì mình sẽ được hồi máu. Ok, mỗi đòn đánh thì mình sẽ được hồi 20% sinh lực. Cũng được mọi người. Rồi, mình sẽ cố gắng bấu nó nha. Và mình sẽ được cộng như đây. Tăng phòng thủ, rồi hết rồi. Đánh mày nữa nè. Rồi, còn một con cuối nữa. Đánh thêm lần nữa. Đánh mày nữa nè. Bấu nó, đúng rồi. Rồi, anh còn con gì ra đi anh ơi. Không biết anh này còn con gì nữa ta. Gấu sét hả? Hiệu quả anh em ơi. Ok, này đánh bắt đầu tăng đam rồi nè. Đánh mày nữa nè. Lên 139 đam. Quá đã. Ui, nó đánh à. Oh my god. Mình sẽ chơi ngọn lửa thần thánh. Cho mày chết. Ngọn lửa thần thánh vô luôn. Nó đấm rồi. Ồ, 95 đam à. Trời, tưởng gì nó bị thiêu đốt nè mọi người. Và mình sẽ chơi vòng xoáy lửa. Mình sẽ chơi đa dạng skill vô. Đó, trời ơi. Đánh thì có 47 à. Nó được tăng giáp. Nó được tăng phòng thủ. Ok, ngọn lửa thần thánh tiếp. Đốt cho nó chết luôn. Đó, đốt mày nè. Thằng này nó được tăng quá trời phòng thủ luôn mọi người ơi. Wow, sao chơi lại ta. Thiệt luôn ấy. Rồi, xung kích nè. Mày hả con? Ok, nó chơi đá mình. 230 mấy đam. Cay đấy, hơi cay đấy. Bấu mày nè.
bấu mày thêm một lần nữa nè, xong win luôn mọi người ơi, quá dễ dàng. Ồ, mình để ý thấy là mỗi lần đánh một thằng là mình sẽ được một vé. Ok. Và cái gì đây? Khí lưu cao. Ồ, cái chiêu này thôi, bỏ đi mọi người. Rồi, mình hiện tại là mình đang còn bao nhiêu vé? 9 vé rồi mọi người. Còn tới 11 vé nữa, hơi khoai. Và bây giờ là mình sẽ đánh thêm thằng này. Từ từ anh em ơi, để mình hồi máu cái đã. A few moments later. Ok mọi người, sau một khoảng thời gian thì tôi ngồi tôi treo máy để mà đánh nhau ấy, thì cuối cùng là tôi gặp đối thủ cực kỳ mạnh rồi mọi người ơi. Anh Hùng Hội Quán Lửa level 40. Thì nói chung là anh này với một anh nữa, thì mình mới win được nguyên cái hội quán. Anh này đứng thứ 3 nha mọi người. Rất là khó khăn luôn ấy. Rồi ok, nói chung là mình đang đánh thử để xem là như thế nào. Và hiện tại là một trận chiến khá là căng. Trời ơi, nó đánh kìa. Nó đánh toàn là 200 mấy đam không à. Và hồi nãy nó đánh cái con mà hệ lá của mình á, tới 700 mấy đam lận mọi người. Quá dữ dằn. Ôi, 500 mấy đam kìa, quá ghê gớm. Thiệt sự luôn. Rồi xong luôn. Mà chỉ còn cái con thỏ này, nó có chút ép à. Rồi để xem là con thỏ này có mạnh không nha mọi người. Ôi, 66 đam. Rồi nó làm gì đây, Wow, khác hệ luôn. Mà nó đánh dữ quá mọi người. Thỏ này thì nói chung là không có skill mạnh, toàn là mấy skill bình thường thôi à. Đó, đánh nè. Ôi, nó bắn kìa. Mặc dù khác hệ thôi mà nó bắn rất là đau luôn ấy. Rồi xong, mình đã thua. Oh my god. Vậy là mình đã thua rồi mọi người ơi. Rất là khó khăn luôn, cái hội quán lửa này rất là khó khăn luôn. Và hiện tại là mình chỉ còn có 11 vé thôi. Rồi ok mọi người ơi, nói chung là trong video ngày hôm nay mình đã thử sức với cái con thú tiến hóa này, cùng với cái con này trong video lần trước mình không có thử nè. Rồi thì có lẽ bây giờ mình xin kết thúc cái video tại đây. Cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip này. Nếu như các bạn thấy thích video này thì cho mình một like, một share, một đăng ký để mà mình có động lực làm tiếp nha. Còn bây giờ thì bye bye và see you again. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.